Chào mừng quý vị khán giả đã đến với video mới nhất của tin Hot 247. Quý vị và các bạn thân mến, xe tăng thời Liên Xô là một trong số những vũ khí chiến tranh thành công nhất trong thế kỷ qua. Trong video ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng chúng tôi trở về những ngày đầu của chiến tranh thế giới thứ hai để khám phá dòng xe tăng hạng nặng của Liên Xô mang tên KV, nỗi khiếp đảm của Thiết Giáp Đức. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm 1938, Liên Xô đã thử nghiệm một mẫu xe tăng hạng nặng 58 tấn, đặt tên là T-100. Thiết kế này có hai tháp pháo riêng biệt, một gắn pháo chính cỡ nòng 76,2 ly và một gắn pháo cỡ 45 ly, và cần một kíp lái tăng lên tới 8 người. Giáp bảo vệ chỗ dày nhất đặt 60 ly và sử dụng động cơ làm mát bằng nước công suất 800 mã lực. Tuy vậy, chiếc tăng vẫn quá chậm chạp và màn thể hiện kém cỏi trong chiến tranh Liên Xô-Phần Lan 1939-1940. Dẫn tới chỉ có hai mẫu thử nghiệm được hoàn thành. Trong khi đó, yêu cầu của Hồng quân Liên Xô là tìm kiếm một mẫu xe tăng hạng nặng thực sự hiệu quả, mà thiết kế xe tăng nhiều pháo, nòng pháo vốn mang đậm âm hưởng của chiến tranh thế giới thứ nhất, vào thời điểm 1938 thực sự là đã lỗi thời. Cũng may là cục thiết kế số 2 đã mượn thiết kế của T-100 để nghiên cứu ra phiên bản tăng hạng nặng một tháp pháo, kích cỡ nhỏ hơn, nhẹ hơn, trong khi có giáp và độ cơ động tốt hơn, cũng như có nhiều đặc điểm kỹ thuật giống với dòng xe tăng T-34. Mẫu thiết kế xe tăng hạng nặng này được đặt tên là KV-1, theo tên của Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, Kliment Vorosilov. Thiết kế này giảm hệ thống hỏa lực nhưng lại có áo giáp dày hơn. Cụ thể, mặt trước thân xe dày tới 75 ly. Thông thường, khi không thể xuyên được mặt trước thì các xe hay pháo chống tăng cố gắng tìm hông địch để nã đạn. Tuy nhiên với KV-1 thì giải pháp đó không hiệu quả khi mà hai bên hông xe cũng dày tới 75 ly. Còn phần đuôi là 70 ly. Tháp pháo của KV-1 cũng là lô cốt kiên cố với giáp trước dày đến 90 ly. Trọng tải xe nặng tới 47,5 tấn, chạy bằng động cơ diesel 500 mã lực và được trang bị hộp số tay bánh răng và hệ thống treo thanh xoắn. Cuộc thử nghiệm vào ngày 20 tháng 9 năm 1939 đem lại kết quả ấn tượng khi xe có thể vượt tất cả các chướng ngại vật. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần được điều chỉnh, như khi lội nước thì bị nước chảy vào khoang. Sau khi chỉnh sửa, xe tăng hạng nặng KV-1 đã được tung ngay ra chiến trường ở Phần Lan vào tháng 12 năm 1939. Sau khi chiến đấu với chiếc T-28, chiếc xe tăng KV-1 đã bị đục thủng lỗ bên phải nòng pháo. Không chỉ thế, xe còn trúng 43 phát bắn của các loại pháo chống tăng. Một con lăn bánh xích cũng bị bung ra do trúng đạn. Tuy nhiên, lớp giáp của KV-1 vẫn bảo vệ mạng sống cho cả kiếp chiến đấu. Ngày 19 tháng 12 năm 1939, như khả năng chiến đấu của các xe tăng đã được báo cáo, KV-1 đã chính thức được đưa vào sử dụng và sản xuất hàng loạt. Từ kinh nghiệm chiến đấu ở Phần Lan, xe tăng hạng nặng KV-1 đã được điều chỉnh làm cho phần mặt dưới thân dày hơn và một số yếu tố được thiết kế đơn giản hóa để đưa vào sản xuất hàng đại trà. Kíp chiến đấu được cắt giảm đến 5 người, hộ súng máy được trang bị thêm. Đặc biệt, pháo chính L-11 76,2 ly được cho là không đủ mạnh và tin cậy đã được thay thế bằng mẫu F-32. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1940, nhà máy Kirov ở Leningrad ngay lập tức đã nhận đơn đặt hàng sản xuất 130 khẩu F-32 cho KV-1. Mặc dù thế, nhưng xét kỹ kinh nghiệm cuộc chiến tranh mùa đông ở Phần Lan đã buộc các nhà thiết kế tăng hạng nặng KV-1 suy nghĩ lại về hệ thống vũ khí chính. Marshal Timoshenko đã đề xuất lắp pháo M-10 cỡ 152 ly cho KV-1 để đảm bảo có thể đánh bại các công sự và hầm cản trở quân lực Liên Xô tấn công. Bây giờ KV-1 đã nâng trọng lượng lên tới 52 tấn, được đặt tên là KV-2. Điểm khác biệt là KV-2 sử dụng tháp pháo giống như một khối hộp vuông vức, trên đó gắn khẩu pháo ML-10 cỡ 152 ly thô kệch, được ví như những con vịt xấu xí. Nhưng khung xe được thiết kế cực kỳ vững chắc, có thể chịu được sức giật khi bắn những quả pháo xuyên bê tông nặng từ 40 đến 51kg. Theo như chúng tôi được biết, không nước nào trên thế giới từng trang bị một khẩu pháo có kích cỡ và sức mạnh như vậy trên một chiếc xe tăng. Thậm chí chúng tôi từng nghĩ rằng nó có thể bị đổ ngay khi nã phát pháo đầu tiên, Marshal Timoshenko, một trong số nhà thiết kế pháo cho KV-2 kể lại. Tuy nhiên, chính KV-2 khi đi vào sản xuất hàng loạt đã bổ sung những cỗ máy chiến tranh cơ bắp hàng khủng cho Liên Xô, giành được những thắng lợi trong những thời điểm quan trọng. Chiếc xe tăng vô địch những ngày đầu chiến tranh. Vào mùa hè năm 1941, quân phát xít Đức lúc bấy giờ thực hiện chiến dịch Rikieck từ ngay những tháng đầu của chiến tranh thế giới thứ hai bằng các cuộc tấn công thần tốc bằng xe tăng và bộ binh nhằm chia cắt và bảo vệ Liên Xô. Ban đầu, quân phát xít đã giành được những thắng lợi khó tin. Trong một trận đánh dữ dội vào năm 1941, một chiếc xe tăng KV-2 đã khóa đường tiếp tế của cả một sư đoàn thiết giáp quân đội phát xít Đức.
chính nhật ký trung đoàn xe tăng 11 của Wehrmacht đã miêu tả, chỉ một mình tăng KV đã chặn đứng cả trung đoàn này trong suốt 2 ngày như sau. Vào buổi chiều hôm đó, đại đội chúng tôi được củng cố và tổng hành dinh của tiểu đoàn tăng 65 được di chuyển đến giao lộ Đông Bắc Rasenia. Nhưng trong lúc đó, một chiếc xe tăng hạng nặng của Liên Xô đã chặn con đường lại, cắt đứt nhóm chiến đấu khỏi các lực lượng chủ lực. Thậm chí theo nhật ký, các nỗ lực tiêu diệt chiếc xe tăng này vào ban đêm đều bất thành. Một khẩu đội pháo 88 ly đã tham gia tấn công, nhưng không thể hiệu quả hơn loại pháo của xe tăng. Trong khi nỗ lực cài mìn chống xe tăng của công binh cũng thất bại. Sự thất vọng của quân phát xít chỉ chấm dứt cho tới ngày 25 tháng 6 năm 1941, khi rất nhiều xe tăng hạng nhẹ PZ, KPF, W35 được điều lên phía trước để đánh lạc hướng kíp chiến đấu của KV, đồng thời dùng pháo 88 ly bắn xối xả. Kết cục, hàng chục viên đạn 88 ly đã đục thủng được quái vật xe tăng hạng nặng KV. Kíp lái KV-2 gồm 6 chiến sĩ Liên Xô đã hy sinh sau suốt 48 giờ chặn đường quân phát xít Đức. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh Thế giới thứ 2, lực lượng phát xít Đức đã giật mình thảng thốt bởi khả năng phục hồi kinh ngạc của KV trước sức mạnh hỏa lực. Chiếc xe tăng không chỉ có thể chống lại bất kỳ sự xâm nhập nào của loại pháo phòng không Flak 36 cỡ 88 ly, mà còn chiến đấu hiệu quả chống lại các đơn vị pháo binh và thiết giáp của quân phát xít Đức. Trong một trận chiến, kíp xe tăng Liên Xô dưới sự chỉ huy của trung úy Zinovy Kolobanov đã đánh gục tổng cộng 43 xe tăng địch. Kolobanov đã điều 5 xe tăng KV-1 ẩn sau những nhà dân có thể bắn trong một con đường hẹp qua một ngôi làng. Lính Liên Xô đã để các trinh sát địch vượt qua và đợi cho tới khi toàn bộ đội xe tăng hạng nặng Panzer 2 và 3 xuất hiện, lập tức bắn hạ từ chiếc đầu tiên tới chiếc cuối cùng. Khi những chiếc Panzer 2 và 3 đang bốc cháy, lính xe tăng Đức Quốc xạ náo loạn thì lập tức đã bị các xạ thủ của Liên Xô tiêu diệt. Chỉ riêng đội xe tăng do Kolobanov đã phá hủy tới 22 xe tăng địch. Đến mùa thu năm 1941, pháo Flak 36 được Đức Quốc xạ tung ra chiến trường với cơ đạn có thể chống lại các loại xe tăng hạng nặng của Liên Xô. Sau trận đánh Moscow, tướng Mikhail Katukov phát hiện ra rằng quân đội từng tuyên bố chỉ nhằm vào KV-1 khi ông nhìn thấy dòng chữ "chỉ nhằm KV mà bắn" được viết nguệch ngoạc trên súng thu được từ quân địch. Những nỗ lực của quân phát xít Đức để phá hủy các xe tăng hạng nặng của Liên Xô lại càng tôn lên sự thành công của cỗ máy chiến trường KV. Theo số liệu thống kê, binh lính phát xít Đức đã phải mất suốt 8 ngày chỉ để hạ một xe tăng T-34 và 14 ngày để kìm hãm một xe tăng KV của Liên Xô. KV chiến bại và những chỉ trích. Danh tiếng vô địch của xe tăng hạng nặng KV vang dội cho tới tháng 12 năm 1944, khi Hitler ra lệnh sử dụng một loại đạn pháo sử dụng lực đẩy tên lửa bí mật bắt đầu phản công vào bên ngoài Moscow. KV cũng như T-34 sau đó đã bị tổn thương. Lúc này những lời phê bình cho rằng KV thất bại do cả lỗi chuyển động không tin cậy, khả năng cơ động kém, tốc độ chậm và trọng lượng lại quá nặng. Không chỉ thế, các lời chỉ trích còn cho rằng có rất nhiều cản trở về mặt kỹ thuật. Trong khi Liên Xô có một lực lượng xe tăng đông đảo, thì họ lại không đủ số lượng lính xe tăng được đào tạo đầy đủ. Thậm chí vào năm 1930, ngày sau tốt nghiệp phổ thông, họ đã được đưa vào phục vụ quân đội. Điều đấy dẫn tới việc lực lượng chiến đấu thiếu đi nhiều chuyên môn kỹ thuật. Đại đa số lính xe tăng Liên Xô chưa bao giờ lái một chiếc xe hơi trước khi họ gia nhập quân đội. Hầu hết lính lái KV và T-34 chỉ có 3 đến 5 giờ kinh nghiệm lái. Báo cáo đơn vị tăng từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 năm 1941. Thêm vào đó, khả năng phối hợp tác chiến chiến thuật lại hiếm khi được nhìn thấy ở cấp độ đại đội và tiểu đoàn. Kết quả là rất nhiều xe tăng hạng nặng KV bị thất bại không phải do bất kỳ lỗi kỹ thuật nào mà do khả năng của kíp chiến đấu thiếu năng lực. Hơn nữa, sự bố trí đa dạng các xe tăng trong đội hình tác chiến cũng không giải quyết được các vấn đề. Như một chỉ huy xe tăng tham gia đào tạo tiểu đoàn xe tăng viết, khó khăn là trong khi lái xe tăng trên đường, các xe tăng hạng nhẹ và hạng trung có tốc độ gần bằng nhau. Nhưng khi chạy ra địa hình khó khăn, xe tăng hạng nhẹ nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Các xe tăng hạng nặng lại chạy trước, khiến cho các cây cầu thường sụp dưới chân họ, khiến tất cả mọi thứ phải dừng lại. Báo cáo của chỉ huy xe tăng giấu tên này cho biết thêm. Thông thường, chỉ các xe tăng T-34 có thể đánh các trận chiến cơ động, vì xe tăng hạng nhẹ không thể đối trọng các xe tăng của địch, và các xe tăng hạng nặng thì vẫn còn đi ở phía sau. Hơn nữa, việc điều phối đội hình xe tăng hỗn hợp trong trận chiến cũng gặp khó khăn, vì KV, T-34 và T-60 đều trang bị các bộ đàm khác nhau. Kết thúc một thời oai hùng. Về sau, xe tăng hạng nặng KV-1 được thiết kế nhẹ hơn và tốt hơn, nhưng về hỏa lực và lớp giáp bảo vệ của nó vẫn không khác các xe tăng hạng trung. Trong khi đó, có rất ít thay đổi trong sản xuất vũ khí cho KV-2. Một khẩu pháo 85 ly vốn được trang bị trên tháp pháo cho xe tăng hạng nặng mới IS-1, sau đó đã được sản xuất cho KV-85. Nặng 46 tấn, giáp trước dày 75 ly, giáp tháp pháo dày 100 ly, tốc độ đạt 40 km/h khi chạy trên đường và phạm vi hoạt động là 250 km.
pháo 85 ly D5T là một phiên bản ngắn hơn của bản pháo 88 ly phòng không, được coi là một pháo khá mạnh vào lúc đó. Nhưng ngay khi được tung ra vào tháng 8 năm 1943, KV-85 đã bại trận trước các xe tăng hạng nặng của Phát xít Đức. KV-85 cơ bản chỉ là giải pháp tạm thời chữa cháy trong thời điểm khó khăn vào năm 1943, để bù vào việc sản xuất chậm trễ của dòng IS. Nhìn chung, nó được sản xuất với số lượng quá nhỏ để chứng minh được gì. Dù sao, nó cũng là minh chứng cho việc cần thiết để sản xuất dòng xe tăng IS. Mặc dù vậy, trước khi IS-1 ra đời, xe tăng KV mới là loại xe tăng duy nhất của Liên Xô có khả năng bắn thủng các xe tăng hạng nặng của Đức Quốc xã ở khoảng cách 1.000m. Sau trận chiến Moscow, KV vẫn được tôn vinh là loại tăng hàng đầu của Liên Xô. Tới năm 1942, Stalin ra lệnh chuyển một xe tăng KV cho cả Anh và Mỹ để danh tiếng con thú thép được lan sang cả nước ngoài. Hiện cỗ máy chiến tranh hàng khủng này vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng xe tăng ở Bovington và Bảo tàng Hậu cần Quân đội Mỹ ở Richmond, Virginia. KV-1 và KV-1S cũng được trưng bày tại Bảo tàng xe tăng Kubinka ngoài Moscow, trong khi KV-2 đã trưng bày ở Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Quân khu Trung tâm ở Moscow. Thưa quý vị, nhờ lớp giáp dày, hỏa lực mạnh, xe tăng KV đã lập nên những chiến công phi thường trước lực lượng pháo binh và thiết giáp Đức trong Thế chiến 2. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Nếu có bất cứ thắc mắc hay góp ý nào, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chương trình biết. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Tin Hot 247. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!